Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì trong video này mình tiếp tục cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất và hot nhất từ Pi Network và một số cái thông tin của hệ sinh thái của nó các bạn nha. Đầu tiên là thông tin về Pi Genmon các bạn. Bởi vì hôm trước mình có làm video cho các bạn nói rằng là Pi Genmon sẽ cập nhật một cái chức năng mới, thì hôm nay chúng ta hãy xem nha. Pi Genmon đã nâng giới hạn rút Pi lên 100 Pi một ngày kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Bên cạnh đó, Pi Genmon cũng chuẩn bị mở tính năng đặt hàng trực tiếp từ số dư ví Pi Genmon. Đây là thông tin là mình đã cung cấp cho các bạn thông qua video trước rồi. Tính năng này sẽ mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho hệ sinh thái Pi trong giai đoạn mainnet kín hiện nay. Một, giúp gia tăng hoạt động trao đổi hàng hóa trên nền tảng Pi Genmon. Số 2, đặt hàng thuận tiện và giảm bớt phí giao dịch blockchain, tức là phí đó các bạn. Thay vì lúc trước các bạn có số dư các bạn phải rút về ví rồi các bạn chuyển lên các bạn mua vân vân, bây giờ thì không cần, mua luôn trực tiếp từ cái số dư các bạn, quá khủng đúng không? Do người dùng không nhất thiết phải rút Pi về ví cá nhân để quay vòng, quay vòng hai lần thì mất phí hai lần rồi, bây giờ không cần, mua mất phí trên ví thôi, quá tuyệt vời đúng không? Số 3, cơ hội trao đổi hàng hóa mở rộng cho mọi Pi owner, chỉ cần họ có tài khoản Pi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức vân vân, ngay cả khi họ chưa vượt qua KYC hoặc chưa có ví mainnet. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, người dùng cần đảm bảo rằng tài khoản Pi của họ không vi phạm bất cứ chính sách gì của Pi Core Team để không ảnh hưởng đến tài khoản của họ trên nền tảng trên Pi Genmon. Có nghĩa là các bạn chưa KYC các bạn có thể sử dụng được, tại vì cái ví đó nằm trên Pi Genmon mà. Đúng không? Tuy nhiên cái tài khoản các bạn liên kết với Pi Genmon mà các bạn tài khoản các bạn có cái gì đó thì sao được? Cho nên là bạn có tài khoản Pi Genmon thì các bạn mới đăng nhập được, có tài khoản Pi thì các bạn mới liên kết với Pi Genmon được. Còn các bạn sau này bị khóa chẳng hạn thì đâu có đăng nhập trên Pi Genmon được. Đó là điều mà các bạn phải lưu ý nha. Rồi ví dụ Anna sản xuất gạo nhưng thiếu nồi cơm điện, chị B đại lý nồi cơm điện nhưng hết gạo, chú C có đủ thực phẩm nhưng chưa có iPhone 14, bác D là chủ cửa hàng điện thoại nhưng phải đi ăn trong đông từng bữa, vân vân. Tất cả có thể lên Pi Genmon trao đổi. Quá khủng khiếp, quá vui. Phát triển rất mạnh ha. Chúng ta xem Twitter của Pi Genmon các bạn. Pi Genmon là Twitter chính thức của nó nha. Chúng ta chơi là phải chính thức các bạn. Đại dịch đây nè. Pi Genmon đang chuẩn bị phát hành tính năng thanh toán rất được mong đợi với số dư Pi vào chiều nay. Chiều nay các bạn nha, chẳng bao lâu nữa những người tiên phong có thể sử dụng số dư Pi của họ trên Pi Genmon để mua hàng liên mạch trong nền tảng của chúng tôi. Hãy theo dõi sự ra mắt chính thức và nắm lấy sức mạnh của thương mại phi tập trung với Pi Genmon. Quá khủng. Đây là thông tin mà ngày hôm qua thì mình có đăng cho các bạn rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại tiếp tục nè. Đó, cho nên là nền tảng Pi Genmon mình nói là cũng là phát triển vượt bậc đấy, nhanh chóng ha, tiện lợi, rất là được mong đợi từ các Pi owner. Rồi tiếp theo, một thông tin cho các bạn, thời hạn xác minh tên triển khai mạng Pi, người dùng được khuyến khích xem lại thông tin trong vòng 14 ngày. Thì cái này á là thông tin này trước khi các bạn đăng ký thì có 14 ngày để sửa thông tin nha. Thì không phải là mới đây đâu mà lâu rồi. Tuy nhiên tại sao hôm nay lại nhắc cái thông tin này thì các bạn xem nè. Pi Network, dự án tiền điện tử phi tập trung phổ biến, đang khuyên người dùng kiểm tra kỹ và xác minh tên của họ trong vòng 14 ngày kể từ ngày đăng ký. Sáng kiến này nhằm đảm bảo thông tin người dùng chính xác và giảm thiểu những thay đổi lớn về tên sau khung thời gian nhất định. Sau thời gian đầu chỉ được phép sửa lỗi chính tả nhỏ. Quá trình xác minh tên là một bước quan trọng để đảm bảo rằng thông tin người dùng là chính xác và cập nhật. Bằng cách yêu cầu người dùng xem lại tên của họ trong vòng 14 ngày kể từ ngày đăng ký, Pi Network nhằm mục đích ngăn chặn những thay đổi lớn về tên có khả năng làm gián đoạn hệ thống hoặc gây nhầm lẫn trong cộng đồng. Cái quan trọng là gây nhầm lẫn đó các bạn. Mặc dù vẫn cho phép sửa lỗi chính tả nhỏ, Pi Network khuyến khích người dùng nhập tên của họ một cách cẩn thận trong quá trình đăng ký để tránh phải thay đổi sau này.
đảm bảo thông tin người dùng chính xác không chỉ quan trọng đối với mục đích liên lạc nội bộ mà còn hỗ trợ ngăn chặn các hoạt động lừa đảo và duy trì tính toàn vẹn của mạng. Mạng bi nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu người dùng chính xác khi nó tiếp tục phát triển và mở rộng với các kế hoạch giới thiệu các tính năng và chức năng mới. Việc duy trì thông tin cập nhật và đáng tin cậy là rất quan trọng đối với hiệu quả tổng thể của nền tảng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi các bạn đăng ký tài khoản mới á, trong vòng 14 ngày các bạn phải sửa cho thật là chính xác đi ha. Cái thông tin này các bạn phải sửa y chang như trên cái các thông tin cá nhân các bạn, như là căn cước công dân hoặc là hộ chiếu hoặc là giấy phép lái xe gì đó. Các bạn phải sửa cho thật là chính xác đi. Bởi vì sao? Nếu như các bạn không sửa đó mà các bạn đặt tên, ví dụ như các bạn là tên là Bành Thị Lệ đi, mà các bạn để tên nam là Trần Văn Nam đi, mà các bạn để vượt qua 14 ngày á, các bạn sợ lừa đảo mà. Cho nên là sau này các bạn thấy giá trị của bi để các bạn sửa lại vất vả lắm. Mà các bạn biết là trong vòng 14 ngày là có nghĩa là khi các bạn đăng ký tài khoản thì giống như là nó ở trong một cái bộ nhớ tạm các bạn, nó chưa có chạy trên hệ thống nó thật à, cho nên là cho phép thay đổi. Nếu các bạn không thay đổi mà qua 14 ngày thì nó chạy trên hệ thống, cái tên giả nó chạy trên hệ thống rồi, sau này các bạn sửa lại nó cho các bạn là tài khoản các bạn giả mạo. Để các bạn khó KYC đúng không? Các bạn phải khó KYC đó. Bây giờ rất là nhiều người, nhiều khi hệ thống cho nó là tài khoản giả mạo luôn đấy, mà nó khó KYC, mình đợi lâu chứ ai đợi đâu, đó là của mình mà. Cho nên là các bạn phải lưu ý cái điều này nha. Các bạn bây giờ đang chơi các bạn không cần thiết, nhưng mà đối với người mới mà đang xem video này, các bạn phải lập tức khi mà đăng ký vào là xem 14 ngày nó chạy dưới cái app á, các bạn lại lập tức sửa tên cho chính xác cho mình, lấy cái căn cước công dân ra sửa. Bởi vì thế này đây các bạn, mình nói các bạn, có nhiều người là tên là ví dụ là tên là bên ngoài á, là hay kêu là tên là Lê Văn Mít đi, nhưng mà trong giấy là Nguyễn Văn Dũng đi, thì lại là cứ nhớ tên mình tên Mít không à, không nhớ tên trong. Cho nên là phải lấy căn cước ra ghi các bạn nhé, phải lấy căn cước, đừng có lấy cái tên ngoài ha. Cái này bị rồi đấy, cho nên là nó khổ rồi đó, phải cố gắng sửa lại. Rồi, một thông tin cũng khá thú vị các bạn, đó chính là cái gì đây, gà nướng và cơm Lam Chiến Tây Nguyên. Rồi, chúng ta xem cái thông tin này các bạn. Đi Đà Nẵng ăn gà, các cô, bác, anh, chị em, bi thủ ơi, đừng so sánh giá đồng thuận hiện tại nhé. Các bạn muốn giá trị lớn thì chờ Menex mở xài. Trải nghiệm thì cứ qua dùng ví bi xài, đặt con gà ăn cho sướng răng với những thành quả mấy năm khai thác miễn phí. Đi nha KK. Số điện thoại ở biển, alo để đặt nhận địa chỉ chính xác nhé. Facebook chủ quán. Đó, cái thông tin này á, thì nói chung á, là mình để nguyên cái bài viết luôn á, mình không có sửa một cái gì hết các bạn, để mong là đúng cái bài viết luôn ha, của cái người đăng. Số điện thoại là 0967130088 ở Đà Nẵng nha. Đó, các bạn xem một số hình nè. Đó, ăn gà ha. Đó, thì nói chung là cũng cái điều là tham gia vào hệ sinh thái thì mình lan tỏa như vậy cho các bạn, để các bạn ở Đà Nẵng các bạn muốn tham gia thì tham gia, còn các bạn tiếc bi thì không sao cả. Mình nghĩ là ở đây không để giá thì chắc là một con gà chắc 5-10 bi, 20 bi gì đó. Nói chung là khá là mình đón nha các bạn nha, mình không có quen với cái chủ này. Nói chung là mình là cái người thấy người ta tham gia vào hệ sinh thái bi rất là tuyệt vời, cho nên là mình muốn lan tỏa như vậy thôi. Còn các bạn muốn sử dụng thì sử dụng số bi của các bạn ăn gà, còn không thích thì không sao cả. Nói chung là cái điều đó là thuộc tự các bạn quyết định mà thôi. Rồi ok, mình sẽ qua một cái thông tin tiếp theo các bạn. Đây, thông tin liên quan tới Hackathon các bạn. Đã đưa tin Hackathon hôm qua rồi, hoặc hồi sáng rồi, thì tại sao lại đưa nữa? Thì chúng ta hãy xem. Quan trọng là cái hình này nè. Đây, BCoTeam đã sửa đổi các quy tắc tham gia Hackathon để mở ra hàng tháng BHackathon. Nếu bạn có thể phát triển ứng dụng, bạn có thể tham gia và đóng góp cho hệ sinh thái BNetwork. Thông tin thêm myb.com/blog/bhackathon. Được chưa? Thì các bạn đi vào đường link này nè, các bạn xem ha, ở trên cái trang chính thức của BNetwork các bạn nha. Có nghĩa là họ đã sửa đổi cái quy tắc rồi. Thì ai tham gia thì quan tâm nhiều hơn, mình thì chỉ đưa tin thôi ha. Rồi tiếp theo các bạn ơi, tiếp theo. Đây các bạn thấy gì không? Hình ảnh trong cái bộ phim Gia đình Simpson chạy Manette Open. Đây nè. Vậy thì cái này là bài viết gì? Đây là một bài viết nước ngoài các bạn nha. Mình đã thấy hay và mình sưu tầm lại. Đang nói về Billboard. Thì chúng ta hãy xem thông tin này là cái gì. Đó là khuyên nhủ các Billboard chúng ta đó,
phải góp sức vào việc phát triển cái hệ cái mạng bi này. Chúng ta xem tiếng Việt nè, hãy tưởng tượng những người tiên phong này làm thế nào chúng ta có thể giúp dự án bi, giúp cộng đồng bi của chúng ta vì hệ sinh thái. Hãy nhìn xem, tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều có một kỹ năng, tài năng khác nhau với tư cách là một con người. Nếu chúng ta giúp đỡ ngay cả với những việc nhỏ nhặt mà chúng ta di chuyển, chuyển tiếp qua mục tiêu của tầm nhìn bi. PS, không quan trọng bạn chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, miễn là bạn có kỹ năng, thậm chí bạn có thể tạo ra ý tưởng và đóng góp cho hệ sinh thái bi. Đó, ví dụ như bây giờ mình đâu có biết cái gì đâu, mình chỉ biết làm cái video để lan tỏa những thông tin của bi thôi các bạn. Đó là cũng là góp phần việc phát triển hệ sinh thái bi rồi. Thì mình lan tỏa thôi. Thì đương nhiên là lan tỏa, bây giờ các bạn chưa biết thì các bạn có thể đăng ký qua cái mã giới thiệu của mình. Còn không thì thôi, cũng đâu có sao đâu. Đúng không? Cho nên là mỗi người hãy góp sức vào ha, mỗi người một tay các bạn, để cho nó phát triển cái hệ sinh thái lên nha. Rồi tiếp theo, nếu bạn có kỹ năng ca hát thì bạn muốn dạy mọi người thì hãy đi. Bạn có thể cung cấp dịch vụ, bạn có thể sử dụng nó một ý tưởng. À, nói chung á, là các bạn dùng mọi cách, mọi cái khả năng các bạn để đóng góp vào việc phát triển cái mạng bi này á, thì chúng ta nhanh thành công lắm. Nói chung làm cái gì cũng phải đồng lòng các bạn, mà có sự là cộng đồng lớn mà ha, cùng chung tay thì nó mau lắm các bạn nha. Cho nên là mình nghĩ là rất là nhiều B1er, người tiên phong như chúng ta là rất là có hoài bão lớn để mà phát triển cộng đồng ha. Cho nên là hy vọng thông qua cái thông tin này á, thì các bạn hãy lập tức nghiên cứu ngay phương pháp nào để tôi có thể lan tỏa bi ra người xung quanh, lan tỏa ra bi ở những người đồng nghiệp, bạn bè ha, kẻ thù vân vân. Nói chung là có nhiều cách ha, các bạn phải nghiên cứu. Nếu bạn là người thích thực phẩm sản xuất hãy đi. Bạn có thể đưa ra lời đề nghị dịch vụ để thực hiện ý tưởng của bạn. Bạn có phải là giáo viên chuyên nghiệp không? Đi, bạn có thể cung cấp dịch vụ để dạy cho mọi người một ý tưởng. Bạn là công dân nhà thầu. Đi, bạn có thể biến nó thành một dịch vụ cung cấp cho những người tiên phong có ý tưởng. Có nghĩa là giống như là bạn là nhà thầu thì bạn bây giờ các bạn xây nhà cho người ta, các bạn lấy bi được lấy tiền. Đúng không? Còn nếu mà các bạn nó không đủ tài chính thì các bạn lấy một phần nào đó nhỏ thôi cũng được, ý là như vậy. Nhưng giống như các kỹ sư Malaysia mà mình đã đưa tin cho các bạn á, họ sắp tới họ xây nhà, họ không lấy tiền, không lấy bi. Khủng chưa? Tiếp theo, bạn có phải là nông dân không? Bạn có thể bán nó để cung cấp một ý tưởng, coi ý tưởng. À, ví dụ như ở Trung Quốc á, khi mà họ dưa hấu các bạn, họ làm ra họ không bán được các bạn. Họ chơi họ đổi bi là đổi sạch luôn. Quá hay đúng không? Mà sau này bi là 7 tỷ một bi ví dụ vậy, thì họ lời rất là khủng. Nhờ bán không được mà có ý tưởng là đổi bi, cho nên là đổi hết và lấy được số bi đó mà rất là khủng ha. Nên là đó là một cái điều hay các bạn ha, nông dân cũng nên là suy nghĩ cái này. Bởi vì bây giờ ở Việt Nam chúng ta cũng nông dân toàn là có ý thức không mà, tức là có nhận thức và có học, chứ không phải là nông dân giống như là ông bà chúng ta ngày xưa thì ít học, cho nên là cũng không có nghĩ được. Nhưng mà bây giờ công nghệ rồi, công nghệ 4.0 hết rồi. Nói chung là nông dân thì rất là tuyệt vời đúng không? Rất là giỏi ha. Làm chủ đó các bạn, chứ không phải làm thuê như những người khác đâu. Rồi, và bất kỳ hơn nữa, bạn sử dụng nó cho các dịch vụ hệ sinh thái bi. Nhớ có lần tiến sĩ Stefan nói tiên phong có thể bắt Tire trên Volume of Light. Vì vậy những người tiên phong tiếp tục khai thác cơ hội này là vô tận. Chuẩn bị ý tưởng của bạn ngay hôm nay với tư cách là người đóng góp số bi và cho thế giới biết số bi dùng để làm gì. Cùng nhau chúng ta có thể giúp định hình tương lai của chúng ta. Hãy để mắt mang nhiều điều này đến với thế giới. Chúc mừng trước. Quá tuyệt vời đúng không các bạn? Rất là tuyệt vời. Đó, mình nghĩ là cái bài viết này rất là tích cực và đang định hướng cho các B1er chúng ta có khả năng gì chúng ta có thể tham gia vào hệ sinh thái bi. Không? Có nghĩa là các bạn trao đổi bi á, còn mình bây giờ mình lan tỏa bi, mình chỉ được là các bạn đăng ký vào làm rét, còn không thì thôi chứ có làm cái gì đâu. Đó, mình làm vì là tình yêu thương với bi ha, chứ không phải là cái gì hết. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin cực kỳ quan trọng để dành cho tất cả những người đang cần KYC. Đó là cái thông tin này nó hơi dài, cho nên là mình để trên kênh Lý Việt MMO Official các bạn nha. Đây, thông tin này nó bằng tiếng Anh của cái bạn tên là Lord Vinh ha, thì nó là tiếng Anh thì cũng có phần tiếng Việt nè.
thì các bạn hãy chui vào cái kênh Telegram này, sau đó các bạn xem thông tin này một cách kỹ càng ha và làm theo. Ở đây mình không đọc và không giải thích đâu các bạn ơi, bởi vì sao? Bởi vì đọc và giải thích bằng miệng mệt lắm ha. Cho nên là các bạn hãy đi vào đây, các bạn xem, các bạn nghiên cứu để các bạn biết cách làm như thế nào. Hy vọng các bạn nhờ cái thông tin này mà các bạn vượt qua KYC ha. Để chúc mừng cho các bạn nhận được cái việc là lo lắng từ xưa giờ thì vượt qua được ha. Cho nên thông tin này mình để riêng ở trên kênh Lý Việt MMO Official ha. Thì cái đường link này các bạn nè, t.me này xẹt nè Lý Việt MMO Official, thì cái đường link này mình để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên, các bạn vô là các bạn thấy, đặc biệt là cái bình luận đầu tiên đó ha. Và có một thông tin nữa các bạn, là các nhóm Facebook, nhóm Telegram hay là kênh Telegram về Bi mình đều để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên, các bạn hãy chơi vào, hãy chơi vào hết, bởi vì tất cả những thông tin mình cung cấp ở đó để cho các bạn có cái định hướng xem Bi nó phát triển như thế nào, bởi vì cái kênh của mình là chuyên cung cấp những cái thông tin mới nhất từ Bi Network các bạn nha. Cho nên là các bạn phải chơi vào các bạn mới hiểu được, chứ lâu lâu các bạn vô xem là thua đấy. Và các bạn xem video này các bạn cũng phải xem cho hết thì mới nắm được thông tin ha. Đôi lúc là cái thông tin đó mình nó trộn tới trộn lui đâu có biết cái nào đâu, cho nên là các bạn phải thường xuyên xem và xem hết video để chúng ta mới mới nắm được cái thông tin của Bi cho các bạn nha. Bi á, mỗi ngày nó nhiều thông tin lắm mà các bạn không có theo về, không có chịu học tập, không có chịu theo dõi là thua đấy. Là vài ngày sau nó bảo gì lâu quá chưa có KYC, cách 4 5 năm nay chẳng có ra trò trống gì hết, tại vì các bạn không theo dõi thông tin, các bạn đâu biết phát triển gì đâu. Và các bạn nói như vậy thì chẳng khác nào tự mình đập vô mỏ mình luôn, bởi vì sao? Mình không có theo dõi thông tin người ta cung cấp hàng ngày. Nếu như cái dự án này nó tào lao mí lao thì chắc mình cũng dẹp rồi, mình cũng chả có làm video làm gì cho có mệt đâu các bạn nha. Bởi vì mình thấy được tiềm năng của nó và mọi người cũng thấy được, và 45 triệu người họ cũng thấy được, họ mới lan tỏa mạnh như vậy. Cho nên là chúng ta tham gia thì chúng ta làm ơn, chúng ta cũng phải có cái thông tin của nó ít nhất cũng phải 80-90% thì chúng ta mới nói chuyện được, còn nếu không có thì thua đó nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Và các bạn nào có thắc mắc gì đó, có thể bình luận dưới video ha. Và đừng quên cho mình một like trên video để làm gì? Để tạo nên một cái động lực lớn cho mình làm những cái video hay hơn nữa, để cung cấp cho các bạn nó chất lượng hơn nữa nhé. Bởi vì mỗi lần làm một cái video nó rất là vất vả các bạn. Kiếm thông tin không dễ dàng đâu các bạn ơi ha. Rồi, còn bạn nào mà chưa đăng ký Bi thì các bạn hãy đi vào mô tả video hoặc bình luận đầu tiên. Đặc biệt là bình luận đầu tiên nó có video hướng dẫn và cái mã giới thiệu là Picasso của mình. Sau đó thì các bạn hãy lập tức xem video đó và làm theo để có một cái tài khoản Bi giá trị trong tương lai các bạn nha. Và nhớ bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó bật cái chuông thông báo lên. Mình sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.